Xin lỗi, khoảng thời gian này việc cô quấy rầy đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Nếu còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Bác sĩ Quang, trước kia anh đâu có đối xử với em như thế chứ. Chúng ta là quan hệ bác sĩ và người bệnh. Nếu khiến cô hiểu lầm, thì xin lỗi. Cô là ai? Thì ra nấy có bạn gái, còn xinh đẹp như thế nữa. Nếu anh cứ muốn hiểu lầm thì sao? Lúc trước anh nhìn thấy cô gái này là đau đầu. Hôm nay chợt hơi biết ơn cô ta. Nhờ có cô ta, anh mới có thể nghe thấy câu Honey này.